Xin chào quý vị và bà con. Chào mừng bà con đã quay trở lại kênh Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Thưa bà con, hiện tượng mổ cắn lông nhau là hiện tượng xảy ra ở tất cả các đàn gia cầm và thủy cầm nói chung, nhưng hay gặp và xảy ra phổ biến nhất là ở gà, đặc biệt là với những trại chăn nuôi công nghiệp với mật độ cao trên nhiều kiểu chuồng như chuồng sàn, chuồng nền hay chuồng lồng. Nếu không được phát hiện sớm và khống chế ngay từ đầu thì có thể sẽ dẫn đến những hậu quả như nhẹ thì gà bị mổ trụi lông, nặng thì gà mổ nhau đến chết, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của vật nuôi và hiệu quả kinh tế của bà con chăn nuôi. Hôm nay, Dr. Vet sẽ cùng bà con tìm hiểu về hiện tượng gà mổ cắn nhau và cách khắc phục. Mời bà con cùng theo dõi. Về nguyên nhân gây ra hiện tượng gà mổ cắn nhau, có nhiều nguyên nhân gây ra hiện tượng gà mổ cắn nhau, nhưng có một số nguyên nhân quan trọng sau đây mà bà con chăn nuôi hay mắc phải. Thứ nhất, do chế độ chăm sóc nuôi dưỡng không hợp lý, khẩu phần dinh dưỡng bị mất cân đối, thức ăn của gà thiếu các khoáng chất đa vi lượng, thiếu vitamin, thiếu nước uống. Thứ hai, do mật độ nuôi quá dày, chuồng nuôi quá chật. Thứ ba, do gà bị stress liên tục như thời tiết quá nóng hay mưa nhiều làm độ ẩm không khí lên cao. Thứ tư, do cường độ ánh sáng chiếu vào đàn gà quá cao làm gà trở nên hung hăng hơn. Thứ năm, do một số nguyên nhân khác như điều kiện vệ sinh thú y quá kém khiến nhiều loại ký sinh trùng như mò, mạt, giun sán tấn công làm cho gà bị ngứa ngáy, hay do gà dùng kháng sinh dài ngày, gà bị rối loạn hormone thời kỳ sinh sản, hoặc do gà bị tổn thương bên ngoài gây chảy máu cũng là nguyên nhân gây kích thích khiến chúng mổ cắn nhau. Chính vì vậy, bà con cần phải xác định được căn nguyên gây bệnh thì mới xử lý được triệt để hiện tượng này trên gà. Về triệu chứng biểu hiện khi gà mổ cắn nhau, biểu hiện của gà khi mổ cắn nhau được chia ra làm hai mức độ. Mức độ nhẹ, gà đuổi đánh nhau hoặc mổ trụi lông lưng, lông cánh của nhau. Mức độ nặng, gà mổ cắn làm bị thương, chảy máu, thủng phao câu, thậm chí là làm lòi ruột và gây ra tử vong cho những con gà khác. Cách phòng ngừa hiện tượng gà mổ cắn nhau. Để phòng ngừa hiện tượng gà mổ cắn nhau, bà con chăn nuôi nên chú ý đến những việc sau. Thứ nhất, bà con điều chỉnh mật độ chăn nuôi gà phù hợp, chia lô chia đàn hợp lý, đảm bảo chuồng trại chăn nuôi phải luôn thông thoáng, hạn chế ánh nắng trực tiếp chiếu vào bên trong chuồng trại quá lâu. Khi nhiệt độ ngoài trời nắng nóng và khi trời mưa to thì cần che chắn để nước mưa không bị hắt vào bên trong chuồng trại. Thứ hai, bà con cần kiểm tra chất lượng thức ăn, nước uống của gà thường xuyên, đảm bảo cung cấp đầy đủ dưỡng chất cần thiết cho gà, nhất là trong giai đoạn gà mọc lông, khi gà hậu bị đang thai lông và giai đoạn gà đẻ trứng cho năng suất cao. Bà con dùng sản phẩm Amino Grow Olden của Intergenby Hà Lan hay Bicom VFS của công ty Sao Mai để bổ sung dinh dưỡng tổng hợp cho gà. Thứ ba, bà con lưu ý gia cầm bị hấp dẫn bởi máu và vết thương, do vậy cần nhanh chóng loại khỏi đàn những con bị thương. Hàng rào của chuồng nuôi không được có các vật sắc nhọn làm rụng lông, rách da hay gây các thương tích khác cho gà. Thứ tư, tiến hành cắt mỏ cho gà nuôi thịt lúc 10 đến 12 ngày tuổi, gà hậu bị trứng cắt lúc 7 đến 8 tuần tuổi hoặc 12 đến 16 tuần tuổi để mỏ gà không còn sắc nhọn. Nếu gà mổ cắn nhau sẽ không gây ra hiện tượng chảy máu. Trước khi tiến hành cắt mỏ khoảng 2 giờ, bà con cho gà uống sản phẩm GCKC hoặc GAKC của công ty Sao Mai để tăng thêm sức đề kháng phòng chảy máu cho gà. Thứ năm, định kỳ hàng tuần, bà con tiến hành phun thuốc sát trùng toàn bộ khu vực chuồng nuôi bằng các sản phẩm sát trùng có tính an toàn cao, có thể sử dụng được khi có sự hiện diện của vật nuôi, có nghĩa là bà con phun thuốc sát trùng nhưng không gây độc cho gà. Bà con có thể sử dụng sản phẩm Deson Super của hãng Intergenby Hà Lan. Về cách khắc phục hiện tượng gà mổ cắn nhau, khi phát hiện trong đàn gà có hiện tượng mổ cắn nhau, bà con cần xử lý như sau. Bà con cần tách riêng những con bị mổ cắn ra khỏi đàn, dùng thuốc xanh methylene bôi vào vết thương để chống nhiễm trùng và tránh hiện tượng gà tiếp tục bị mổ cắn nhau. Và tùy thuộc vào nguyên nhân gây ra hiện tượng gà mổ cắn nhau mà bà con tiến hành xử lý bằng một trong những cách sau. Thứ nhất, nếu là do nguyên nhân gà bị thiếu các chất khoáng đa vi lượng thì bà con cho gà uống một trong các sản phẩm sau đây để bổ sung thêm khoáng chất cần thiết cho gà. Thứ nhất, Casimin Oren của Intergenby Hà Lan. Thứ hai, Casibon của công ty VB Pharma. Thứ ba, Canfolis của công ty Sao Mai. Cùng với đó, bà con nên sử dụng thêm các sản phẩm men tiêu hóa Cheat Pro hay Heart Pro của công ty Sao Mai để bổ sung men vi sinh sống, giúp tăng khả năng tiêu hóa, giảm tiêu chảy cho gà. Đồng thời, bà con cần sử dụng thức ăn chăn nuôi phù hợp với gà lông màu, gà ta hay gà thả vườn. Thứ hai, nếu bà con thấy nguyên nhân là do điều kiện vệ sinh thú y quá kém, khiến gà bị nhiễm ký sinh trùng như mò, mạt, giun sán, thì bà con dùng sản phẩm Ivermectin 10 Oren của công ty VB Pharma hòa nước cho toàn đàn uống theo liều hướng dẫn của nhà sản xuất để diệt trừ nội ngoại ký sinh trùng cho gà.
Ngoài ra, bà con cần kiểm tra loại bỏ các nguyên nhân gây stress cho gà khiến gà mổ cắn nhau như cường độ chiếu sáng, mật độ nuôi, mật độ máng ăn, máng uống, nhiệt độ, bằng cách hạn chế ánh sáng chiếu trực tiếp vào trại, không nuôi gà với mật độ cao, chuồng trại phải được thông thoáng tốt, mật độ máng ăn, máng uống và nhiệt độ chuồng nuôi phải thích hợp. Quý vị và bà con thân mến, như vậy, trên đây Dr. Vet đã cùng bà con tìm hiểu về hiện tượng gà mổ cắn nhau và cách khắc phục hiện tượng này. Chúng tôi rất mong muốn những chia sẻ của chúng tôi sẽ giúp ích cho bà con chăn nuôi trong quá trình chăn nuôi của mình. Chúc bà con chăn nuôi thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.